ngoài này gió mạnh quá, rồi cái đầu mình banh luôn rồi. Thì mình hẹn quay cho các bạn cái con này hồi cuối tháng 5 cơ, về đại lý mình đầu tiên luôn mà bây giờ mới có cơ hội chạm tay vào nó đó. Rồi giờ chúng ta cùng bắt đầu vào video nha. Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là NVX bạc đen vàng. Mình thường gọi nó là màu bạc hoặc là màu bạc vàng đồng, nhưng mà chính xác cái màu sắc của nó ra cà vẹt là màu bạc đen vàng. Thì tổng thể chiếc xe này là màu bạc nhám kết hợp với những cái đường tem màu vàng rất là tinh tế, rất là nhỏ luôn nha, nhưng mà lại rất là ấn tượng. Cộng với cái kiểu dáng thiết kế mới của Yamaha góp phần làm cho cái màu bạc nó đã sang trọng rồi, mà bây giờ nó lại càng sang trọng hơn. Chữ NVX là tem nổi màu vàng đồng, đây là một cái điểm mà mình cũng rất là thích luôn. Đó, các bạn có thể quan sát được là cái bộ tem của xe này nó không hề lớn nha, nó chỉ là những cái đường chỉ, đường kẻ rất là nhỏ thôi, nhưng mà lại rất là đẹp. Và ngoài ra thì Yamaha đã trang bị một cái bộ mâm màu vàng đồng nhạt như thế này trên chiếc xe, tông sờ tông sờ với cái bộ tem, làm cho cái tổng thể của nó có một sự liên kết với nhau, tạo nên một cái tổng thể mà lúc nãy mình đã nói rồi, rất là quý tộc, rất là sang trọng, sang chảnh luôn nha. Cái view mà mình đang quay cũng ở gần cửa hàng thôi, và mình đã có ý định quay chiếc xe này ở đây từ hồi tháng 5 tới bây giờ mới thực hiện được. Bây giờ là tháng 10 luôn rồi, 5 tháng trời rồi. So với cái phiên bản NVX Vision 1 là cái đời trước của nó, thì cái đầu đèn đã có một sự cải tiến rất là mạnh mẽ, với những đường nét từ kiểu dáng thiết kế rất là góc cạnh, rất là thể thao và phù hợp với thị hiếu của người Việt. Nói chung là sở thích của mỗi cá nhân. Còn theo quan điểm của riêng bản thân mình thì mình thích cái đầu đèn này hơn là cái đời V1. V2 đẹp hơn. Còn cái đèn xi nhan, thiết kế của nó cũng giống như đời cũ, tuy nhiên nó sẽ bị khuất ở bên hông bởi vì nó nằm ở phía chiếu về cái mặt trước nhiều hơn. Và cái điểm nổi bật ở phiên bản này là sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đây là cái hệ thống chống bó cứng phanh giúp an toàn cho người điều khiển. Ví dụ như các bạn thắng gấp hoặc các bạn đi đường trơn ngược mà mình thắng lại á, một cách bất ngờ, thì nó sẽ hạn chế cái khả năng trơn trượt bánh của chiếc xe các bạn. Nó sẽ giúp an toàn hơn. Và với một cái kiểu dáng bề thế như vậy thì cái lớp trước sẽ có kích thước là 110x80 14 inch và là lớp không xăm. Nói theo cái kiểu miền Tây của mình là cái vỏ không gột. Lớp này thì lớp IGC nha. Vỏ không gột là sao mọi người? Nè, nó có cái túi cao su ở đây là dấu hiệu nhận biết nè. Ví dụ như các bạn đi ngoài đường mà cán đinh chẳng hạn, thì với cái vỏ không gột này nó sẽ không xì liệt mà vẫn cho các bạn chạy một đoạn nữa tới tiệm sửa xe chẳng hạn. Cụm công tắc thì khá là đơn giản và quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống tự động ngắt để góp phần tiết kiệm xăng. Cái nút menu đã được dời ra phía trước, góp phần cho cái người dùng dễ thao tác hơn khi di chuyển trên đường. Về mặt đồng hồ thì tất cả các thông số kỹ thuật đều được hiển thị đầy đủ. Ví dụ như là audio nè, chip nè, mức tiêu hao nhiên liệu nè, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, km/h trung bình, và bạn có thể chỉnh được cái độ sáng trên mặt đồng hồ. Và ngoài ra thì một tính năng đặc biệt trên dòng NVX mới là sẽ có Wi-Fi Connect, tức là kết nối với điện thoại. Tất cả những tin nhắn cuộc gọi khi các bạn liên kết cũng kể cả pin điện thoại sẽ hiển thị trên mặt đồng hồ của xe, và ngược lại thông tin của xe sẽ hiển thị trên cái điện thoại qua cái ứng dụng Wi-Fi Connect. Cái khóa thông minh Smart Key trên xe là màu đen nhám, khác với màu bạc nhám thông thường trên các phiên bản của xe Taiga Yamaha. Và chúng ta sẽ dễ dàng thao tác, chỉ cần một nút ấn là có thể mở nắp xăng. Dung tích bình xăng của chiếc xe này là 5,5 lít. Tính ra một cái lít xăng bây giờ, hồi sáng mình nhớ mình đổ là 21.940.000. Không biết là lúc các bạn xem video này thì giá xăng nó có lên hay có xuống gì hay không. Cùng với cái mức độ tiêu hao nhiên liệu là 2,19 lít trên 100 km, thì trung bình một lít xăng các bạn đi tầm khoảng 45 cây nha. Đối với bản thân mình thì đổ xăng ở phía trước là một tính năng rất là tiện lợi cho dòng xe Taiga. Cái chỗ gác chân này cũng cải tiến một phần nào đó để giúp người lái có thể dễ dàng để chân hơn. Và các bạn đổ xăng xong đậy nắp lại cũng rất là đơn giản luôn nha. Và cái nút ấn ở dưới cũng rất là dễ thao tác để các bạn mở cốp yên. Dung tích của cái ngăn chứa đồ này là 25 lít. Chính vì cái bình xăng nằm ở phía trước nên chúng ta sẽ có một cái ngăn chứa đồ khá là rộng rãi. Và đối với một bạn nam thì mình nghĩ cái ngăn chứa đồ này là chứa đủ, thậm chí là dư luôn rồi. Bởi vì ngay cả bản thân mình chạy xe số mà mình còn ít để đồ nữa, cái ngăn chứa đồ chiếc Jupiter nó có bao nhiêu đâu. Nhưng để các bạn đi phượt hoặc là đi về quê chẳng hạn thì cái cốp yên là một điều không thể thiếu.
Cái WiConnect kết nối với điện thoại là các bạn có thể quét cái mã QR trên cái bình này hoặc là nhập số khung nha. Xe này thì vẫn như xe thông thường chính hãng của Yamaha, chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Các bạn đi bất kỳ đại lý Yamaha nào cũng bảo hành được nha. Cân nặng của xe này là 125kg, đã hơn 7-8kg gì so với phiên bản cũ rồi. Và theo suy nghĩ của mình thì nó sẽ phù hợp với nam hay nữ. Chiếc xe nó thứ nhất là nó bự rồi nè, thứ hai là nó hơi nặng. Xe có động cơ là 4 thì 4 van ở thông AC và làm mát bằng dung dịch. Phân khối của xe là 155 ha, chỉ có duy nhất một phiên bản ở đời mới thôi, không có phân biệt hai phiên bản nữa. Công suất tối đa là 11.3 kW, 8.000 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại là 13.9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Có nhiều bạn nói là những chiếc xe tay ga phân khối 150 thì cái máy nó kêu góng, nó kêu mạnh là cái chuyện bình thường tại vì động cơ nó mạnh. Nhưng với động cơ lô co của Yamaha thì xe này tiếng máy rất là êm nha. Không biết là tiếng máy các bạn nghe qua video có khác hay không, nhưng mà mình chạy từ cửa hàng ra đây thì máy thật sự rất là êm luôn, rất là đã. Ngoài ra cái phuộc sau là phuộc dầu giảm chấn nữa sẽ giúp vận hành êm ái hơn. Vậy cái đèn lái phía sau thì thay vì cái thiết kế góc cạnh như đời cũ thì phía đời này nó đã ôn hòa hơn một tí xíu. Cái đèn xi nhan thì kiểu thiết kế truyền thống của Yamaha là nó chìa sang hai bên như thế này. Tuy nhiên nó sẽ có một cái lớp cao su ở trong, cho nên các bạn nó có bị gãy xuống thì các bạn vẫn gắn lên được rồi, chứ nó không hoàn toàn là nó bị bẻ gãy đâu. Và mình thấy cái phần đuôi xe này thì nó cũng hợp với chiếc xe này, chưa thấy ai có phản hồi gì về cái phần hậu môn này của xe hết. Tuy nhiên ở cái dè chắc là phải gắn thêm cái dè con để góp phần hạn chế gian sình bùng lên người ngồi phía sau. Về cái phanh sau thì vẫn là phanh đùm và chưa có lên phanh đĩa cũng như là chưa có ABS. Kích thước lớp sau là 140x70 14 inch và tất nhiên cũng là lớp không xăm dọ không guộc đấy. Về cái kích thước bánh thì tất nhiên là nó sẽ phù hợp với chiếc xe hơn, nó cân đối hơn và nó sẽ hỗ trợ giữ thăng bằng này nọ các thứ. Về cái tính chất vật lý của nó sẽ ok hơn là các bạn gắn một cái vỏ khác. Về cái yên xe thì nó phân biệt hai tầng khá là rõ rệt. Đây là vừa là một cái ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của xe luôn nha. Khuyết điểm là cái yên sau nó cao quá. Còn ở cái yên trước á, thì nó cũng vừa vặn rồi. Bạn nam này là khoảng 1m73-74 nè, ngồi rất là đẹp luôn. Tuy nhiên các bạn nữ hoặc là những bạn nam mà có chiều cao khiêm tốn một tí xíu thì các bạn thấy không, bạn nữ này cao khoảng 1m60 mấy à, chưa tới 1m65 đâu mà chạy ngồi xe vẫn rất là vừa vặn và rất là đẹp luôn đấy chứ. Lâu lâu mình vẫn thấy một vài bạn nữ cá tính mua dòng xe này, tất nhiên đa số vẫn là nam, nhưng mà các bạn trẻ bây giờ thích cái gì làm cái đấy chứ. Cuộc sống của mình phải làm chủ đúng không? Và như các bạn xem từ nãy tới giờ, với cả một bầu trời công nghệ như thế này thì chiếc xe này có những cái điểm yếu nào hay không? Thì cái khuyết điểm thứ nhất mà mình nhận thấy được là cái dáng xe của nó quá to lớn, nó quá bự, nó sẽ không phù hợp với thể trạng nhiều đa phần của người Việt mình. Và cái kiểu dáng thiết kế, ví dụ như cái yên sau chẳng hạn, nó quá cao so với cái yên trước, nó phân tầng rất là rõ rệt. Và các bạn nữ cũng như là các cô chú lớn tuổi sẽ hơi khó khăn một tí khi mà mình leo lên cái yên sau mình ngồi á. Nhưng mà các bạn nữ nào thích đi phượt á, mà ngồi phía sau cho các bạn nam chở thì cảm giác sẽ rất là feel, bởi vì chúng ta sẽ quan sát được ở phía trước cái yên sau nó khá là cao mà. Vì đây là xe tay ga thể thao cho nên bạn nào mà thích đi phượt và lại muốn một chiếc xe mình sở hữu nhiều công nghệ thì đây cũng là một lựa chọn ha. Và bên cạnh đó cái cân nặng của xe cũng là một chướng ngại cho các bạn nữ cũng như là các bạn nam mà hơi ốm yếu một tí xíu. Thì các bạn phải tập làm quen dần à. Rồi nói chung là với một cái bầu trời công nghệ và giá hiện tại của phiên bản này chỉ có 53-54 triệu đồng thôi, thì mình thấy đây cũng là một sự lựa chọn rất là lý tưởng cho các bạn luôn nha. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc với em. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.